Những ngày cuối năm nhà mình còn phải cùng nhiều lắm. Bữa cơm chiều không ba, con và chị không còn mặt ấm. Tiếng gió nhẹ bên tai, bước từ nhà vẫn bị tạt thẫn. Đôi môi mềm nước nẻ, mãi sẽ không thể nào mà nằm ấm. Và con biết ba đã đi mà trong một chiều mưa. Tối mộng tôi giấc mày hay mơ và hỏi ba đã về chưa. Suy nghĩ quá nhiều nên mái tóc mày dần tươi, hình như ngày càng buồn thì trời càng mưa. Và nước mắt con đã không còn rơi, bản thân bị vứt bỏ, xã hội không khác gì tập bơ. Như lúc xưa, như lúc chưa, như lúc mưa, ba vẫn hay nếp mình xem thằng con mình đã ngủ chưa. Phép màu không bao giờ do trời ban nên mày đừng bao giờ ngồi chờ ngồi khóc đôi lòng than. Không được khóc nè, không được khóc nè, hãy mãi là một đứa trẻ ngoan.